việc tạo ra một mẫu xe có thể chạy địa hình không kém gì những mẫu xe đua trong giải Dakar Rally mà vẫn sang trọng, êm ái trên những con phố. Dường như đó là điều không tưởng. Nhưng điều đó đã trở thành hiện thực khi Mitsubishi ra mắt Piaggio Sport thế hệ hoàn toàn mới. Một mẫu xe mang gen của huyền thoại. Vâng, và bây giờ tôi đang chạy trên một con đường không khác gì những con đường trong giải đua Paris-Dakar. Nhiều cát, sỏi và rất trơn trượt. Tốc độ 80 km/h, xe chuồm lên xuống. Wow, wow. Chỉ những con đường như thế này mới xứng đáng để Piaggio Sport mới chinh phục dòng máu, hay gọi là gen của ông vua sa mạc Piaggio đã truyền vào cho mẫu xe Piaggio Sport này vô cùng ấn tượng. Trên những con đường gập ghềnh trơn trượt, wow, tôi có thể cảm nhận rõ được những cái bánh đã trượt và hệ thống chống trượt đã phanh, giúp cho cái xe chúng ta không trượt quá nhiều khỏi cái quỹ đạo chuyển động. Tôi vẫn chạy ở chế độ hai cầu nhanh. Những chiếc lốp của ông vua sa mạc, ông số 8 cấp ạ. Và trên những con đường off-road này thì chuyển số thì khá là vượt mà ấn tượng, không cảm nhận được cái chuyển số đâu. Rất gập ghềnh, vô cùng chắc chắn tới từ hệ thống khung gầm và thân xe. Hoàn toàn có thể độ ổn định của thân xe vô cùng lớn, vô cùng tốt. Trên thực tế thì những cái điều kiện vận hành có thể nói chạy off-road ở tốc độ cao này ít khi được sử dụng, nhưng mà vô cùng thích hợp để tôi kiểm tra cái khả năng vận hành và cái độ an toàn của xe. Bởi vì một mẫu xe cho 7 người thường sử dụng cho một gia đình thì cái yếu tố an toàn vô cùng quan trọng. Vô lăng thì nhẹ nhàng, dễ khi xoay trở. Một mẫu xe có kích thước tổng thể tới hơn 4,8m và bán kính quay vòng có 5,6m, giúp nó dễ dàng xoay trở trong cái không gian hẹp, tức là thích hợp với đô thị hơn. Dao động được dập tắt rất là nhanh, rất nhanh ạ, chỉ cần bật phát là hệ thống dập tắt ngay dao động. Vô lăng thì cảm giác là lái đến đâu biết đến đấy. Mặc dù trên những con đường địa hình như thế này, nhưng mà có thể tới tôi có thể dễ dàng đặt các bánh xe vào các vị trí mà tôi muốn, xoay trở rất là nhanh. Đó, vô lăng tự trả lại. Rất là an toàn. Địa hình này có lẽ là chưa đủ để trải nghiệm hết những cái khả năng off-road vô cùng tuyệt vời của mẫu Piaggio mới này. Chút nữa thì tôi sẽ quyết định là xịt bánh xe xuống khoảng tầm 1,4 cân và sẽ chinh phục tiểu sa mạc Sahara tại Việt Nam, đó chính là đồi cát màu trắng với những cồn cát vô cùng cao. Vâng, và bây giờ tôi sẽ vào đồi cát, vào tiểu sa mạc Sahara màu trắng. Tôi sẽ cài chế độ hai cầu chậm, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn cũng sẽ được tắt, và có 4 chế độ địa hình tôi có thể chọn: chế độ đi vào đường đá, chế độ gravel là sỏi, chế độ mud and snow đường trơn trượt, đường bùn lầy và tuyết. Đây rồi, tôi đã tìm thấy chế độ chạy cát. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào tiểu sa mạc Sahara. Với những mẫu xe một cầu, thậm chí là hai cầu mà không có khóa bi sai, thì vào những con đường này, đường trơn trượt như cát, thì sẽ khó mà đi được, rất dễ bị lầy. Với những đoạn đầu thôi nhưng mà cứ tưởng chạy trên cát sẽ êm, nhưng không hề. Cái độ mấp mô của cát nó rất lớn và xe khá là sóc. Vô lăng thì chúng ta phải kiểm soát liên tục bởi vì nó rất là dễ trượt. Trước mặt chúng ta đây là một con dốc rất là lớn. Bây giờ tôi sẽ dùng số tay. Tôi sẽ dùng hai cái lẫy số. Cái lẫy số thật là hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng vượt dốc. Đỉnh dốc rồi, đỉnh dốc rồi. Tôi đã đến đỉnh dốc, phải chậm lại một chút. Ôi chéo. Thật không thể tưởng tượng được. Một mẫu xe nguyên bản lại có thể vượt qua những con dốc
khủng khiếp như thế này mà ở đồi cát này đã thường chỉ sử dụng những chiếc xe ATV 4 bánh chuyên chạy dịch vụ. Wow, tiếp tục ạ. Không dám giảm ga. Không dám giảm ga. Và cảm nhận các cái bánh bám tì chặt vào cát rất là rõ. Và còn khi lấy lái thì sao ạ? Wow, những cái địa hình này thì chỉ cần lấy lái thôi. Wow, bão cát thì đúng hơn. Wow, chính xác là như vậy. Wow, thật không thể tin được, đây là một mẫu Pajero Sport còn nguyên bản. Có thể nói là cái gen của những ông vua sa mạc đã được nối tiếp trên những cái mẫu xe như thế này. Ôi, bây giờ tôi sẽ thoát khỏi đồi cát thôi. Thoát khỏi những con đường bụi bặm và trở về với quốc lộ, những con đường êm ái. Wow. Êm ái hơn rất nhiều. Bây giờ thì tôi đang trên con đường tuyệt đẹp ở Mũi Né, chạy xuyên qua Bảo Trắng, hai bên toàn là cát. Tốc độ ở đây cho phép khoảng 100 km/h, khá là vắng. Trở lại với những con đường quốc lộ êm ái thì tôi sẽ chuyển sang chế độ là một cầu nhanh. Đó. Chạy 100 km/h vẫn chuyển được cầu. Sự lợi hại của hệ thống gài cầu điện tử. Con đường vắng ở đây rất thích hợp để tôi có thể thử tốc độ hay là gia tốc. Wow. Hộp số 8 cấp nhưng ở các cái số thấp, có thể là số 3 hay số 4. Số 4, số 5. Không hiểu sao nó hơi bị giật một chút. Ở số cao, số 6, số 7, tốc độ trên 80 thì cái hộp số nó sẽ không bị giật nữa. Quay trở lại hộp số 8 cấp của Mitsubishi Pajero Sport mới. Và một mẫu SUV hiếm hoi trong cái phân khúc này được trang bị hộp số lên tới 8 cấp. Giải tỷ số truyền rộng khiến cái việc chuyển số nó êm ái hơn. Và động cơ sẽ được giảm tải hơn. Tất cả những điều đó nó giúp cho cỗ máy hoạt động là hiệu quả hơn ở cái hiệu suất nhiên liệu, tức là tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Thì cái hộp số nó sẽ chuyển số nhanh hơn, nó sẽ thích ứng theo cái phong cách thể thao hơn. Lẫy chuyển số sau vô lăng của mẫu SUV nhưng mà nó khiến tôi nghĩ tới những mẫu xe đua. Rất là rộng, gắn thẳng trực tiếp vào trục lái. Dù tôi có xoay vô lăng như thế này như thế này, tôi vẫn kiểm soát cái cần này rất là tốt. Tôi có chiếc bộ quần áo đua và những chiếc găng tay cùng với chiếc mũ bảo hiểm. Và một con đường nữa thì có lẽ thì tôi sẽ đua thật, hoặc là chạy theo phong cách rally. Có thể bay, có thể trượt. Off-road tốc độ cao, một môn thể thao mới đang hấp dẫn những giới đam mê về tốc độ, những giới chơi xe. Vâng, vừa rồi tôi đã cùng với Pajero Sport 2017 trải qua những cái khoảnh khắc khá là ấn tượng. Tôi có thể leo đồi cát hay là xuống những con đường gập ghềnh, chạy những con đường trơn trượt với những cái cồn cát, những cái cơn bão cát thì đúng hơn. Rất là ấn tượng phải không ạ? Tuy nhiên, tôi là một người đã có gia đình với hai đứa con nhỏ, lại yêu thích những cái hành trình dài. Cái điều mà tôi quan tâm nữa về cái mẫu xe này đấy chính là những cái tính năng, cái tiện ích của mẫu SUV điển hình của Mitsubishi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm những cái chi tiết về thiết kế ngoại thất, những cái tiện ích trong cái khoang xe này. Pajero Sport 2017 được thiết kế theo cái ngôn ngữ Dynamic Shield. Nó mang lại một cái vẻ táo bạo cho các cái mẫu sản phẩm mới của Mitsubishi hiện nay. Và trên cái mẫu Mitsubishi Pajero này, toàn bộ những cái đường nét tròn, thon và có vẻ hơi yếu đuối trước đây đã thay thế bằng những cái đường nét vô cùng góc cạnh. Có thể thấy là những cái lưới tản nhiệt hình chữ X được mạ chrome sáng bóng. Vâng, chạy từ đèn pha xuyên suốt tới đèn sương mù
Công nghệ chiếu sáng ở đèn pha và đèn hậu là dạng LED. Có thể nói kể từ khi được ứng dụng cái triết lý thiết kế Dynamic Shield, tức là vẻ đẹp đi liền với công năng, thì những cái mẫu xe của Mitsubishi ngày nay đã được trang bị nhiều cái tiện ích hơn nữa. Tức là ngoài những cái chi tiết được thiết kế rất là đẹp mắt thì nó lại phải mang một cái công năng, một cái giá trị sử dụng lớn cho người sử dụng. Và có thể thấy được là trên cái mẫu Peugeot mới này thì sẽ được trang bị những cái hệ thống như là hệ thống camera 360, mà ngay phía dưới đây chính là cái camera để có thể giúp người lái quan sát phía trước khi chúng ta di chuyển, đặc biệt là khi đỗ xe. Bởi vì đối với mẫu Peugeot Sport mới này nó có kích thước khá là lớn, cho nên là có cái camera trước này sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi mà di chuyển trong những cái khoảng cách hẹp. Một cái chi tiết đáng chú ý trên cái Peugeot Sport mới này đấy chính là cái góc tới và cái hộc bánh xe nó rất là lớn, cùng với góc vượt đỉnh dốc và góc thoát phía đuôi xe, thì đó chính là những cái điểm giúp xe khi mà vượt qua con dốc mà không bị chạm các phần cản vào cát, vào những cái con dốc. Khi đứng cạnh Peugeot Sport mới thì tôi thấy mình thật là nhỏ bé, mặc dù tôi cũng cao tới 1m72, nhưng với một mẫu xe có cái chiều cao hơn 1m8 và khoảng sáng gầm xe rất là lớn, 218mm, thì điều đấy khiến tôi khá nhỏ bé so với cái mẫu xe này. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện và tích hợp báo rẽ. Khi nhắc đến sự mạnh mẽ của mẫu xe này thì chúng ta cũng không quên bộ lốp. Vâng, một bộ lốp có kích thước là, tôi có thể tìm đọc ngay trên lốp bây giờ. Vâng, 265-60R18, vâng, là răng 18, rất là đẹp mắt, được phay bóng, mặt bên là có màu đen, nó tạo cái sự tương phản rất là tốt. Nhưng tuy nhiên, một chiếc lốp, cái bánh này nó được ví như một đôi chân của chúng ta. Nếu như đôi chân này khỏe, chịu được nhiều cái lực thì chúng ta có thể chạy rất nhanh và chạy rất khỏe trên những cái địa hình. Và Peugeot Sport đã được cái trang bị cái bộ lốp này, nó bảo đảm vận hành êm ái trên cái đường bằng, nhưng có thể đi trên cái đường địa hình rất là tốt. Vâng, nếu như quan sát từ phía sau thì Peugeot Sport mới có một chiếc đuôi trông có vẻ khá là lênh khênh, bởi vì cái góc thoát này nó quá lớn, nó giúp đi địa hình tốt rồi, nhưng mà nhìn nó hơi lênh khênh, có vẻ như sợ phải không ạ? Nhưng không hề, tôi đã chạy thử, rất là ổn định. Ở phần thiết kế đuôi xe này, nó hơi khác so với phần đầu xe. Nếu như phần đầu xe nó được thuôn mềm mại thì cái phần đuôi xe này lại hơi vuông. Và một chiếc đèn này gây khá nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng là đẹp. Tuy nhiên tôi thì tôi cần nhiều thời gian hơn để cảm nhận cái vẻ đẹp của cái đèn này. Toàn bộ cái thiết kế đuôi này nó khiến tôi nghĩ tới một anh chàng Batman hay là Superman. Cũng khá là mạnh mẽ nhưng có cái gì đấy nó hơi thô thô một chút. Nhưng chúng ta hãy tạm quên những cái ý kiến tranh cãi về chiếc đèn cách điệu này. Chúng ta hãy để ý nó một chút. Nó được thiết kế ăn sâu vào bên sườn xe, nối liền vào cái lõm, chạy vuốt ra phía cửa và vuốt hết ra phần nắp capo, một cái đường khí động học. Đây không chỉ là cái điểm thiết kế mang thêm cái vẻ mạnh mẽ cho xe, mà nó mang lại cái giá trị khí động học, nó giúp xe vận hành luôn ổn định ở tốc độ cao. Và rõ ràng đó là những cái triết lý Dynamic Shield, vẻ đẹp đi cùng công năng mang lại cho mẫu xe mới này. Trong cái thời điểm như này, gió thì đang rất mạnh, tôi rất muốn mở cái cốp này lên, ngồi và ngắm cảnh một chút. Một chiếc cửa sau được thiết kế khá là to, phẳng. Chiếc cốp này cũng khá là vuông vức để có thêm được nhiều cái không gian chứa đồ, cũng như cái không gian ở hàng ghế thứ ba. Bây giờ tôi sẽ mở chiếc cửa này lên. Và một cánh cửa khá là vuông vức, hơi nặng một chút. Rất tiếc là mẫu xe này chưa được trang bị cái đóng mở bằng điện trên cánh cửa này. Một cái điểm mà trên những cái mẫu xe cùng phân khúc như là Fortuner hay là Everest đều đã được trang bị, thậm chí những cái mẫu xe nhỏ hơn.
ở cái phân khúc thấp hơn cũng đã có. Tôi có thể có thêm không gian được khi mà gấp thêm những cái hàng ghế thứ ba này lại. Wow, bây giờ thì đã mát hơn rồi, bởi vì tôi đã ngồi trong khoang xe của Piaggio Sport mới. Một không gian khá là chất. Nếu như so với cả Piaggio Sport cũ thì cái thiết kế mới này nó ấn tượng và gọn gàng cũng như là hiện đại hơn hẳn. Ở phương diện thiết kế, nội thất trên Piaggio Sport 2017 thực sự xuất sắc. Bảng táp lô được tạo hình theo dạng chữ T liền khối, hơi ngả ra, trông rất sang trọng và cao cấp. Phần tay nắm cửa mạ chrome có điểm kết nối với táp lô, nó được học hỏi từ những mẫu xe châu Âu. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng, tuy nhiên độ nhạy của cảm ứng màn hình chưa thực sự tốt. Hệ thống giải trí trên xe có DVD, kết nối AUX, USB và Bluetooth. Nhưng xe lại chưa được trang bị kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Đây là những tiện ích khá phổ biến trên những dòng xe tiền tỷ hiện nay. Piaggio Sport được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, trong khi đối thủ của Toyota Fortuner chỉ có một vùng. Dường như mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho người lái. Bảng đồng hồ khá dễ nhìn, nó tách biệt với mọi thứ, không còn chồng chéo như cũ. Vô lăng được thiết kế rất là đẹp, nhiều cảm xúc và dễ dàng điều khiển. Nút bấm điều khiển gồm Cruise Control, camera 360 độ, điều khiển hệ thống âm thanh. Nhưng hơi đáng tiếc một chút, việc nhận hoặc từ chối cuộc gọi, bạn sẽ phải thao tác trên màn hình trung tâm. Ghế ngồi trên xe được thiết kế rất là sang trọng, êm ái và mềm. Ghế lái được điều chỉnh điện 8 hướng. Vâng, với một mẫu xe 7 chỗ thì tôi luôn quan tâm đến hàng ghế thứ ba, bởi trong những cái hành trình tôi đi cùng với gia đình thì tôi luôn quan tâm đến cái việc ra vào cái hàng ghế thứ ba này như thế nào. Nó có tiện cho những đứa con của tôi hay không, hay những bạn bè của tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ thử mở cái hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai này được thiết kế theo tỷ lệ 40-60, tức là nó có thể gập được, nếu như gập bên này nó là 40, còn bên kia nó là 60. Thì bây giờ tôi thử mở xem nhé. Chiếc ghế được thiết kế khá là dày dặn, chắc chắn, da cũng khá đẹp. Để mở cái này thì tôi sẽ bật cái lẫy này lên. Wow, chiếc ghế này được mở với thao tác là một chạm, rất là dễ dàng. Việc bước ra vào, khá tốt ạ. Vâng, và bây giờ thì tôi được làm hành khách rồi. Chạy tốc độ cao, chạy đường địa hình hơi sóc. Bây giờ ngồi đây thì tôi thấy êm ái hơn rất là nhiều. Trên mẫu Piaggio Sport mới này thì có một cái hàng ghế thứ hai phải nói là rất là rộng rãi. Và từ cái khoảng duỗi chân hay là cái khoảng trống của đầu rất tốt. Chất liệu da thì tôi đánh giá là ổn. Vâng, sờ vào thì khá là mềm. Lại được may những cái đường may trông khá là tinh tế. Một chiếc bệ tỳ tay ở giữa. Ở đây lại có thêm hai cái khay để nước. Nếu mà ngồi ở đây như vợ tôi hoặc là bố mẹ tôi khi mà trong những cái hành trình thì có thể nói là với cái hàng ghế này thì rất là ổn. Độ êm ái xe đang di chuyển ở tốc độ 80 km/h. Với một mẫu xe 7 chỗ dành cho gia đình thì những cái tính năng nếu như mà chúng ta nghĩ nó nho nhỏ thì cũng đúng. Nhưng mà tôi gọi đó là những tính năng tiện ích, quan tâm đến người dùng thì chính xác hơn là những chiếc tay vịn để chúng ta đi đường xấu này, hoặc là lên xuống này, hoặc những tay nắm ở được bố trí ngay trên trụ bê đây. Và một cái điểm đáng chú ý đây chính là hệ thống điều hòa. Gió được bố trí khá là khéo léo. Nó khiến tôi liên tưởng tới những cái mẫu xe chuyên dùng để chở khách, mang lại cái sự thoải mái cho khách. Đây, được bố trí ngay trên trần này ạ. Ngồi ở đây thì tôi muốn điều khiển chế độ gió thì ngay trên đầu tôi. Chúng ta có thể tắt bật này, chúng ta có thể tăng giảm. Cái việc bố trí ở phía trên bệ tỳ tay, chúng ta có thể gióng lên, thì nó giúp cho
Tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai tôi có thể điều khiển được. Hàng ghế thứ ba tôi cũng có thể điều khiển được. Một số mẫu xe thì bố trí ngay phía này, ngay phía phía trước này. Thì nếu như người ở hàng ghế thứ ba sẽ phải nhờ những người khác điều khiển, hơi bất tiện. Và mẫu xe này đã quan tâm đến người dùng khi đặt cái hệ thống điều khiển này ngay ở đây, ngay vị trí này. Khi xe di chuyển qua những cái đoạn sóc nảy thì cái dao động nó được dập tắt rất là nhanh. Bây giờ thì tôi đang di chuyển trên đường bằng, khả năng cách âm rất là tốt. Một câu hỏi mà chúng tôi cũng thường xuyên nhận được và cũng là thắc mắc của chính tôi khi mà trải nghiệm cái mẫu SUV 7 chỗ này, đấy chính là cảm giác làm sao, độ thoải mái của chúng ta ra làm sao, của hành khách như thế nào khi mà ngồi ở hàng ghế thứ ba. Và bây giờ tôi đang ngồi ngay tại hàng ghế thứ ba của Passo Sport mới. Ở tại cái hàng ghế này thì cái điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng, khiến tôi thích, đấy chính là chiếc cửa sổ được thiết kế khá là rộng. Có lẽ đó cũng là lý do mà cái đuôi như lúc tôi đề cập ở phần thiết kế là nó khá là vuông vức để lấy được cái không gian ở đầu xe nó nhiều hơn. Cái khoảng duỗi chân của tôi cũng có thể điều chỉnh được chính cái độ ngả của cái hàng ghế này. Đây, ngay tại cái lẫy này thôi. Rất là dễ gập lên gập xuống. Hơi tiếc một chút là cả cái hàng ghế nó sẽ không tiến lùi được. Có một số mẫu xe thì tôi có thể đẩy cả cái hàng ghế này tiến lên để tôi lấy thêm cái không gian. Tuy nhiên với mẫu xe này có lẽ nhà thiết kế cũng đã tính toán vừa đủ cho hành khách khi mà chỉ cần điều chỉnh cái tựa lưng này thôi. Cái độ dốc của cái tựa lưng ở hàng ghế thứ ba này tôi cũng có thể điều chỉnh được. Nhưng mà nếu như để ở vị trí tiêu chuẩn thì tôi vẫn thấy nó hơi bị dốc một chút. Nhưng không sao, tôi sẽ điều khiển cái tựa đầu này lên, tôi điều chỉnh nó lên cao một chút. Thoải mái hơn rất nhiều. Tại vị trí này thì tôi có hai cửa gió được bố trí ở trên trần xe. Một ổ cắm điện 12V tôi có được bố trí ngay bên đây. Tôi có thể sạc những cái thiết bị cần thiết. Và rõ ràng là những cái tiện ích ở hàng ghế thứ ba đã được gia tăng hơn rất là nhiều trên mẫu Passo Sport mới này. Có thể nói, Mitsubishi Passo Sport 2017 mang cực kỳ nhiều thay đổi, rất đáng giá. Đứng trước cuộc chơi cân bằng về cải tiến với hai cái tên Toyota Fortuner và Ford Everest. Xét về góc cạnh giá, Passo Sport có lợi thế trước Ford Everest, nhưng lại gặp rất khó khăn trước một Fortuner có chiến lược định giá tốt. Giá Passo Sport mới cao hơn Fortuner tới hơn 180 triệu đồng. Tất nhiên, Passo Sport sở hữu nhiều trang bị đáng tiền như động cơ V6 220 mã lực, hộp số tự động 8 cấp, 4 chế độ off-road, hệ thống phanh ABS, EBD, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, camera 360, cảnh báo điểm mù, phanh tay điện tử, hỗ trợ lên dốc, xuống dốc, cân bằng điện tử. Các tiện ích cho hành khách như cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng độc lập, rửa đèn pha, cảm biến gạt mưa tự động và 7 túi khí.